Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thanh Phong đã chính thức giữ chức vụ hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Qua đó, đáp ứng mục tiêu và định hướng mới trong giai đoạn hội nhập quốc tế của Đại học Quốc tế Hồng Bàng nói riêng và Tập đoàn Nguyễn Hoàng nói chung. Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Hồ Thanh Phong cho biết, sau khi ổn định về đội ngũ, nhà trường sẽ tiếp tục phát triển theo định hướng quốc tế, đẩy mạnh xây dựng chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài, hệ thống chương trình đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, các chương trình giảng dạy bán phần và toàn phần bằng tiếng Anh, các chương trình liên kết với đại học uy tín của nước ngoài theo hình thức 2+2, 3+1. Bên cạnh những lựa chọn mới cho sinh viên, trường sẽ đẩy mạnh việc xây dựng các chính sách và biện pháp phát triển nghiên cứu khoa học và kết nối với cộng đồng.